trong màn này không còn bao lâu, không còn bao lâu nữa đâu. À, hôm trước thì cô được nhận cái điểm trên cho biết rồi, nhưng cô không nói anh đây để cho biết rồi đó, nhưng mà cô không dám nói anh đây thì để nó đi. Thì ở trên là cũng có nói cho cô biết ai về, nhưng mà không có nói, nhưng mà còn ẩn vậy thôi. Có khi bà con thầy đến nhà mà con không biết luôn, ví dụ như cô đi, nhưng mà thầy đến cô không biết, nhưng mà cô được ở trên nói là cô biết. Ừ. Nhưng mà chưa có sức. Từ đó đến nay thầy đã nói cái câu này là từ thầy viết ra sấm giảng thầy đã nói rồi, thì bắt đầu từ ngày đó đến bây giờ, nhưng đến bây giờ là nó cận kề, nó gần sát một bên. À, là không phải là thầy nói riêng đất nước Việt Nam của mình, mà thầy nói chồng sai vợ, vợ sai chồng, con lìa cha xa mẹ, là cả thế giới luôn. Là nói chung cả bầu trời này cũng con của cha của mẹ xuống trần. Thì thầy nói cái câu này là gồm chung tất cả thế giới, chứ không phải nói riêng Việt Nam mình. Là con thấy âm các nước ngoài chiến tranh đó, thì vợ chết, cha chết, bỏ đứa con bơ vơ, thì con khóc cha khóc mẹ, không cha chết mẹ chết, rồi có khi con chết vợ chết, còn lại một mình người chồng cũng kêu than khóc. Nên là chồng khóc vợ, vợ khóc chồng, cha lìa con lìa cha mẹ. Là cái cảnh đó đã diễn ra từ hồi ngày thầy đã viết sấm giảng rồi. Mà nước Việt Nam mình nó cũng có chiến tranh, con thấy hồi thời mà Pháp nó đô hộ tới bây giờ con thấy chết bao nhiêu. Rồi tới Mỹ, đô hộ mình cũng chết bao nhiêu, cũng chồng xa vợ, vợ xa chồng, con xa cha xa mẹ. Cái cảnh đó đã diễn ra từ ngày Đức Thầy lâm phàm tới bây giờ, chứ không phải là bây giờ mới bắt đầu. Nên bà con cũng gắng hiểu. Thầy nói cái này là lúc thầy đã viết ra sấm giảng thì cái từ cái ngày đó đã bắt đầu diễn cái cảnh này có rồi. Nên năm nay đó thì cũng cận kề, nó gần thêm nữa. Gần thêm nữa là các nước Âu Châu rất là nhiều chiến tranh giặc giả, đất sập, thì tất nhiên là con phải xa cha xa mẹ rồi, khóc than rồi. Đã diễn ra từ hồi đó, từ hồi năm 1939 đến bây giờ. Nghe cô nói bà con gắng hiểu, chứ không phải bây giờ là mới diễn. Nhưng bây giờ càng thêm nhiều hơn, càng cái cảnh đau khổ càng nhiều hơn. Nên bây giờ mình gắng tu. Thầy đã nói trước là 100 lẻ mấy năm nay đó, khi mà thầy viết cái sấm giảng là năm 1939 đến nay là con tính bao nhiêu năm. Còn lấy mấy con chia coi là thầy đã lâm phàm thì thầy đã nói cái câu đó rồi, viết cái sấm giảng rồi. Thì bây giờ tính ra là cũng 80 mấy năm á. Thì 80 mấy năm đó. Cũng như thầy xuống thì tới 19 tuổi thì thầy mới ra. Thì tức như mình trừ lại 20 tuổi đi, thầy mới ra sấm giảng, ra cơ giảng để thầy nói. Thì từ lúc đó đến mà bây giờ là con thấy, lúc đó mấy con chưa sanh ra, cô cũng chưa sanh ra nên con không biết. Nhưng mà cha mẹ ông bà nói lại là chào Pháp là má cô đã có rồi. Tới chào Mỹ thì cô biết rồi. Chào Pháp thì má cô biết, tới chào Mỹ thì cô sanh ra rồi, cô biết rồi. Còn chào Pháp nếu con thấy rất là thảm sầu hơn Mỹ nữa. Mỹ gì còn nhân đạo hơn Pháp. Pháp nha, khi mà nó guồng nó bố rồi đó, là đàn bà con gái vậy nó không cần thiết, nó bắt nó hãm nó giết. Còn cái Mỹ đó thì chỉ chiến tranh thôi, bắt gà bắt vịt của bà con trong là thôn quê thôi, chứ không có hãm hiếp đàn bạn gái. Nó còn đỡ hương hơn cái chào Pháp. Nên là cái chào Pháp là máu của cô đã sanh anh hai rồi đó, sanh anh thứ hai của cô đó. Má kể lại đó, bởi vì thầy nói cái câu này nó áp dụng từ hồi đó tới bây giờ, chứ không phải là bây giờ. Nghe cô nói bà con gắng hiểu, nhưng bây giờ rất là nhiều thêm. Có nghĩa là châu Âu, hồi đó châu Âu thì ít chiến tranh, nó qua đánh Việt Nam mình không à. Bây giờ châu Âu, châu Á đều có hết, nhưng bây giờ lại đất nước Việt Nam mình được hòa bình. Hòa bình tới nay tính gặp 40 mấy năm được bình yên, không chiến tranh. Nhưng mà con người không có biết tu. Thì từ cái sấm giảng đó thầy mới nói, thầy mới viết ra cơ giảng để giáo lý cho các chúng sanh đều nghe, để phát tâm tu.
Rồi từ cái ngày mà thầy viết ra đó đến bây giờ tính ra là cũng 80 mấy năm rồi. Thì mình tu theo giáo lý của thầy, chứ thật sự là cô không có biết thầy. Lúc đó cô chưa có biết thầy, cô cũng nhỏ xíu rồi. Nhưng mà má cô biết, má cô biết thầy, má cô đang 90 mấy tuổi rồi thì biết thầy. Nên là bây giờ thầy đúng, thầy nói rất là đúng, bà con phải coi giáo lý, nhìn giáo lý của thầy mà nhận ra để mình phát tâm mình tu. Thời đó tới giờ chứ không phải bây giờ nghe bà con, nhưng bây giờ bà con gắng tu, tu theo giáo lý của thầy, dạy những gì lời vàng ngọc của thầy đưa ra thì mình phải chuyên chú, phải nghĩ suy từ cái câu của thầy nói để mình nghĩ ra mình tu cho nó đúng theo thầy dạy. Nên là bây giờ chiến tranh này nó cận kề nữa, tới nữa mình vắng được là 40 mấy năm, mình được bình yên 40 mấy năm từ giải phóng tới giờ, thì bây giờ á nó cũng cận kề, không phải ai lấy nước mình được. Nhưng mà sau này có chiến tranh nó giành giật đất nước Việt Nam của mình là có, thầy nói là có chứ không phải là không có, nhưng mà lâu với mau thôi. Những lời của Phật nói mình không có dám bàn, nên là thầy nói Phật nói là có. Nhưng tới đây là bà con gắng tu, gắng tu cho qua cửa Diêm Phù, gắng tu cho thoát cảnh phong ba. Thì trong sấm giảng cái quyển bọn thầy cũng nói phong ba này đã hết đời đó, hết đời rồi, mình gắng tu đi. Nên mình gắng tu cái màn này cho kịp, cho kịp với dự hội Long Hoa, chứ không đó để đến mà phong ba biến chuyển rồi thấy hạ quan đã hết đời, phong ba biến chuyển đợi giờ gia can, lúc đó mình muốn tu tu có được. Nên là bà con gắng tu, gắng tu để đến một ngày gần đây đó, thì đất nước của mình là ngọc ngà châu báu vàng bạc, nên các nước nó qua nó thấy nó giành, nó mới đánh. Mà đánh lúc đó mới có chiến tranh, chứ bây giờ thì chưa có có. Khi nào mà bà con muốn thấy mà có chiến tranh thì nghe một tiếng sấm nổ đầu tiên mới có chiến tranh. Cô nói vậy chứ không biết năm nào nha, nhưng mà có tiếng sấm nổ rồi thì mới có chiến tranh sau. Bà phải nhớ cái câu này, chứ chưa có sấm nổ là chưa có chiến tranh. Bởi vì đất nước mình bình yên nó có gì đâu. Nổ ra trên núi ông đó mới lầu đài lộ vẻ ngọc ngà châu báu, các nước thấy nó qua nó đánh để nó giành, nó giành châu báu chứ không phải là nó tham châu báu, xa gần nó cũng qua. Nên là nó tham vàng bạc châu báu, tham danh, nó mới qua nó đánh mình để nó chiếm nước Việt Nam mình, nhưng mà nó chiếm không có được. Nó đánh ấu đãi nhau, nước này qua đánh nước kia, qua đánh nó đánh tá lạ âm binh, coi như các nước đều qua đánh nó, thì nó đánh với nhau, đấu với nhau không mình khỏi cần đấu. Cũng như bây giờ nước Mỹ nó qua đánh, nên bánh đánh mình để lấy ngọc ngà, cái bắt đầu là Liên Xô nó qua đánh Mỹ để nó lấy, cái bắt đầu Trung Quốc qua đánh, để nó đấu với nhau không mình khỏi đấu, mình cứ lúc đó mình trốn, mình sẽ ra mình ngồi niệm Phật. Rồi niệm Phật khi mà nó đấu đã, nó tàn sát lẫn nhau rồi, lúc đó mới Phật mới dùng pháp màu, cho mình cũng không có đánh luôn, mình cứ ra tay để cho nó đấu với nhau, cho nó tương tàn, nó dàn tàn sát lẫn nhau rồi, lúc đó tàn cuộc rồi Phật mới ra. Phật mới ra thu hết các là vũ khí, không còn súng nổ, tàu cũng không chạy, máy bay cũng không chạy đó. Là lúc đó mới có chiến tranh. Nên là cô nói đây bà con gắng nghe, đừng có sợ gần chiến tranh, chừng nào tiếng sấm nổ trước rồi mới có chiến tranh, cứ yên tâm tu đi. Chừng mà nào tới tiếng sấm nổ ăn là chuẩn bị. Chứ bây giờ không có, không nghe tiếng sấm thì đừng có sợ chiến tranh. Nó cô nói khẳng định cho bà con biết luôn, đừng có sợ. Chừng nào nghe tiếng sấm nổ rồi bắt đầu sợ nha. Nhưng bây giờ tu đi để đó tu không kịp. Bây giờ mình tu trước tiếng sấm nổ mình mới kịp. Mình tu theo giáo lý của thầy, thầy dạy những gì, lời vàng ngọc của Phật lâm phàm xuống trần gian mà sao chúng sanh không chịu tìm hiểu mà tu. Chỉ có bao nhiêu đó thôi chứ không có cái gì là khó. Chỉ có người mình không sửa thôi. Nếu sửa là được liền, không có gì là khó. Tại mình không sửa nên khó. Đó. Sửa đi rồi tu theo giáo lý của thầy rất là dễ dàng, không có cái gì là khó. Nói bà con rất là dễ luôn. Cô nói rất là dễ, không có gì là khó. Mà tại sao không chịu sửa? Không chịu sửa nên không làm thôi chứ không khó. Nên là bây giờ mình gắng sửa, tu tâm sửa tánh cho minh. Tu phải trong cái tâm rồi sửa cái tánh. Sửa là sửa như thế nào? Tham ố sân si, tham lam vật chất là buông ra, đó là sửa.
tu cái tâm là tu, là có nghĩa là thương tất cả mọi người, tâm từ bi bác ái đại đồng là thương tất cả chúng sanh, sửa là sửa những tật xấu đem vinh ra ngoài, không để vô trong là được rồi, có gì đâu, rất là dễ. Bây giờ hai cô nói những ai mà thuộc 8 điều răn cấm của thầy, tu y như trong 8 điều răn cấm cũng được luôn, cũng thành luôn. Mà làm có y được 8 điều không á, chủ yếu là cái đó. Quan trọng nhất là có hành y được không? Có làm y được 8 điều răn cấm của thầy là đắc liền. Mà mình làm không được thôi, chứ cái gì là khó. Bởi vì hai cô nói rồi, bà con dán tu đi, trong màn này không còn bao lâu, không còn bao lâu nữa đâu. Hôm trước thì cô được nhận cái điển trên cho biết rồi, nhưng cô không nói anh đây để cho biết rồi đó, nhưng mà cô không dám nói anh đây thì để nó đi. Thì ở trên là cũng có nói cho cô biết ai về rồi đó, nhưng mà không có nói, nhưng mà còn ẩn vậy thôi. Có khi bà con thầy đến nhà mà cô không biết luôn đó. Ví dụ như cô đi, nhưng mà thầy đến cô không biết, nhưng mà cô được ở trên nói là cô biết. Nhưng mà chưa có xuất hiện thôi. Thầy về mà thầy còn ẩn nha. Còn ẩn đó. Thì khi giả ra người này người, ví dụ giả ra nam có, nữ có, giả già có, giả trẻ có. Rồi ví dụ giả đi vô chỗ tu hiền nè, ví dụ giả ông xin ăn đi lại cái chùa đó, hoặc là lại giả ra ông cùi ghé nhà cô xin đi đó. Còn ẩn gì đó. Cuối năm này thì mới xuất hiện. Thì cuối năm này như vậy là con thấy đi, khi nào tiếng sấm nổ rồi thầy mới về, thầy mới xuất hiện. Thì mình vậy là chắc cũng không có lâu, cũng cần lắm. Cần lắm rồi. Nên là tiếng sấm nổ là mình chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị đi. Bởi vì có câu đó, mình phải tu trước là đừng để sấm nổ gian thân. Ăn đã muộn. Muộn đó. Bây giờ tu trước bà con, nếu nhất tâm nha, là thầy nói nè, tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Bây giờ tu quay đầu một cái kịch là được liền, không phải là giờ tu mới tu không kịp, kịp luôn. Tại vì hồi xưa đó là mấy ông thầy chùa đó, cô nói luôn, ổng tu mấy chục năm, ổng tu mấy chục năm còn chưa thành. Bây giờ cô nói sao tu là liền mà thành, không phải. Thời xưa khác, thời này khác. Thời này là Phật ân xá, ân xá tội lỗi cho mình, tu là quay đầu là Phật chứng. Còn ngày xưa là tu đúng cái quy lực của Phật, nên tu mấy chục kiếp, mấy chục năm mới thành Phật. Còn cái này mạt pháp, Phật là ân xá. Ân xá có nghĩa là tội trước đây con làm gì là xóa hết, rồi con biết quay đầu giác ngộ, nhất ngộ nhất thời là kịp, chứng liền là được, là đừng như vậy đó. Chứ không phải mình tu, nếu mình tu thẳng mà Phật không có ân xá, tu cả đời mình chưa được. Mấy chục kiếp còn chưa được. Nhưng hôm nay là thầy đã ân xá rồi, là quá sung sướng cho chúng sanh rồi. Phật nói nay xả tội chỉ còn một lúc, lúc này là xả tội nè. Bây giờ ai mà biết tội lỗi hồi xưa mình làm quá nhiều, mình cứ tu đi, quay đầu ăn chay niệm Phật cũng là làm hiền lành, xóa tất cả cái kia, tu như kiếp ngộ nhất thời. Thầy mới nói cái câu đó, cái câu đó là như vậy đó. Tu như kiếp ngộ nhất thời là thầy nói là cái câu đó đáp vô cái thời này. Còn cái thời trước mà mấy nhà sư tu đó, mấy chục kiếp chưa chắc thành Phật. Tu hết cả đời chết cũng chưa chắc thành Phật. Bởi vì cái quy lực của Phật đã ban ra đúng cái quy lực, mà mình làm không đúng thì tức như mình chưa thành Phật. Còn bây giờ đã xóa bỏ rồi, xóa hết rồi. Mình tu thiệt tâm thì trước ngay đây đưa về với hội luôn qua nha. Bởi vì cô nói đây là bà con nên nhớ, tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Cái câu này cô giải luôn để mấy thầy sư khỏi thắc mắc với cô. Mấy ông nói tu mấy chục năm mà không có thành, cô nói sao tu bây giờ cái thành liền. Không phải là cô nói thành Phật nha quý thầy, quý sư. Cô nói đây là chúng sanh của đời mạt pháp, tu nhất kiếp ngộ nhất thời là lời của thầy của tôi nói ra. Là có nghĩa là xóa bỏ cái tội lỗi, chứng ngay đây để làm người dân, người dân Phật quốc, để tu tiếp tục mới thành Phật, chứ không phải chứng là thành Phật. Là cô mới giải ra gành ghẽ. Nên mấy nhà sư đừng có thắc mắc với cô, là cô nói rất là gành luôn nha. Chứng là chứng cho mình được sống, không có xuống cửa ngục, để mình sống cái đời Phật quốc, người dân để tu tiếp tục, chứ không phải chứng là thành Phật, thành tiên, thành thánh đó. Còn quý thầy, quý sư đó, tu đó, quyết liệt thì nữa, đến đó là hội qua cũng, nếu ai đúng thì Phật cũng cho về cõi Phật, về cõi tiên.
còn ai làm không đúng thì đến đó Phật phân xử. Còn dân của chúng sanh đó là cái màn mã pháp này đó, là người dân thì thầy cứu để cho vào cái sống cái đời Phật quốc. Là cái đời Phật quốc có nghĩa là có vua có Phật, Phật là vua, Phật rồi quốc là vua, đời có vua có chúa có Phật tại thế để mình tu. Đời đó không còn những người loài người tàn bạo nữa, lập cái hết rồi. Đem những người hiền đức biết Phật pháp mới đem vào được sống người dân Phật quốc. Đó, là lập hết rồi. Lúc đó mình không còn sợ ai mà ác ý với mình, hoặc mình không còn sợ ai hại mình nữa, toàn là người hiền không. Thì mình tu tiếp tục. Đó là cô nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, là cái câu này giải nghĩa cho bà con, cô bác và quý thầy. Đó là tu nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy đó. Không phải là cô nói là chứng thì chứng thành Phật đâu. Nên bà con cũng gán được sống là mình quý rồi, được mình sống vào cái dư hội hôm qua là mình mừng lắm rồi. Đặng mà mình tu tiếp tục. Còn nếu mà đọa địa ngục rồi đó, mấy triệu năm chưa chắc gì lên làm người được. Đó, nên là bà con gán tu làm sao mình sống là người dân Phật quốc là được rồi. Có nghĩa là muốn sống người dân Phật quốc tu rất dễ, cô chỉ luôn. Nhưng bây giờ mà con cô bác trên cộng đồng muốn tu và được sống người làm người dân Phật quốc thôi, là ăn chay đi, chuồng chay, làm việc thiện hết. Nếu như mình không có tiền, mình nghèo mà, tâm từ bi, không ganh ghét ai, không hận thù, cúng lại mỗi ngày hai thời để hồi hướng cho các chúng sanh và các thế giới, là cái đó cũng công đức đó. Mình cái bài cúng mình đó là con biết không, là cầu nguyện cho thế giới luôn, cho tất cả chúng sanh cả thế giới luôn, là mình cúng, là mình hồi hướng công đức cho chúng sanh thì mình được cái công đức đó. Mình không có tiền làm phước thì mình được cái công đức đó. Rồi mình tu đó, mình cũng hồi hướng cho pháp giới chúng sanh là mình được cái công đức đó. Đó là bao nhiêu cái công đức mình cúng đó, là mình hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh là mình được công đức đó. Mình rồi mình không có tiền làm phước thì mình đi làm từ thiện cho thân mình. Ví dụ mình vô chùa mình chặt thuốc nam, hoặc là mình thấy ai nghèo khổ mình đưa đi bệnh viện, đó là cũng là phước. Mình không có tiền, cái đó là cô nói về không có tiền nha, tu vậy đó thì cũng được luôn. Những việc gì tham đắm gì buông hết, cứ cái tâm mình nghĩ cái chữ từ bi, giúp người giúp đời giúp đạo là được, được sống người dân Phật quốc. Được cô nói lên này cho bà con gán phải chuồng chay. Còn những căn tiên nó có thể là mẹ vớt được, tại vì căn tiên cũng như là mẹ cho xuống trần đài đọa bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ cứu vớt nó về thì ăn 10 ngày làm việc thiện cũng được cứu vớt. Còn người dân mà muốn sống người dân Phật quốc đó hen, phải chuồng chay đó nghe. Phân biệt hai cái cách. Một người dân tầm thường mà biết quay đầu, giác ngộ ra, tu liền tu gấp thì được sống người dân Phật quốc. Nếu cái mình sống mình tu tiếp. Còn những căn tiên xuống trần, những vị tướng, những vị là kia là thiên thần đổ trên xuống, thì ăn 10 ngày biết Phật pháp rồi cũng biết làm việc thiện, thì đến đó cha mẹ đem về, đem mình về. Còn những người mà phàm phu ở dưới này đó, nếu mà quay đầu kịp thì sống được cái dân Phật quốc. Cô phân chia ra hai người, những căn tiên, những căn là thần, những là thánh, những cái bậc thiên tướng đều bị cũng lột xuống trần đó, thì ăn chay 10 ngày cũng tạm, rồi biết làm việc thiện làm phước, tâm từ bi, là đến lúc đó Phật mới nhìn xuống, mẹ cha mới nhìn xuống phân ra. Bây giờ đang phân đó, tại tụi con không biết, đang vô sổ hết, ai tu ăn tu, bây giờ đang vô sổ bộ hoài luôn, cuối năm này đó. Nên là bà con gắng tu cho kịp dự hội hôm qua. Dự hội hôm qua không còn xa, nên bà con gắng đi để mình được sống cái đời thánh đức, được cái đời đó không sợ ăn chậm, không sợ ăn cướp, không sợ gì hết, nhà không cần đóng cửa luôn, là cứ ngủ thoải mái, không có ai tranh đấu với mình, không ai chửi mắng mình, ai cũng tu không à. Lúc đó rất là khỏe luôn, đường đi cỏ thảm không, đâu phải cái cảnh vật này nữa. Phật mới nói nè, dùng phép mộng mới lập đệ thượng quân, lập hết cái trái đất nè, trong cái nước Việt Nam mình luôn nè, xong á nước chảy hai dòng, nếu ai đi xuống thì bơi bên này, ai đi lên thì bơi bên kia, chảy đưa mình đi luôn, không cần phải bơi nặng mệt, chỉ kìm lái cho nó đi thôi. Con sông nước chảy hai dòng,
thầy nói trong sấm giảng đó, dòng bên đây là đi sư xuống Long Xuyên, con đi về Châu Đốc, đi mép bên kia lên Châu Đốc. Đó, con thấy không? Ủa cảnh đó mà bởi vì gán tu, bà con gán tu, cô nói cái cảnh là Long Hoa An Hội, Long Hoa cho bà con mê đặng mà tu. Rất là sung sướng luôn. Đường đi bằng cỏ mà giống bây giờ mình kêu cỏ thảm đó, im ru, không có đá có gì chứ nha. Không có đá, không có lẫm chẩm như bây giờ. Cây cũng mọc ngay hàng thẳng lối luôn. Tại vì cô đọc trong cái sấm giảng, cái cuốn mà Lập Hội Long Hoa, cô mới biết cái cảnh đó. À, nếu không có đạo Phật không nói làm chi. Cái cuốn nó dày vậy nè, cô đọc hết luôn. Đó, hậu thờ đó. Cửa thì sao cô nói? Nhà cửa hen, nhà mình cũng cắt đàng hoàng, cũng đẹp đẽ luôn. Dùng phép màu thầy Phật mới đọc hết cái cảnh rồi, còn nhà là mình cắt. Mình cũng có ruộng nè, cũng làm ruộng ngang, cũng có làm ăn sống như bây giờ vậy, nhưng mà không có ai tham lam mà làm rất là dễ dàng. Không có ai đau bậy bạ chết hết trơn á. Đúng là 800 tuổi mới chết, người nào cũng vậy luôn. 800 năm con tính đi, sống mà ăn hưởng không biết. Mình bây giờ mình có 70 tuổi là mình muốn ngậm cụ tèo rồi. Đến 800 tuổi, thấy không? Bà con thấy không, sung sướng rất là nhiều không? Ăn dưỡng rồi làm ăn không lo giàu đâu nghèo. Vàng để ngoài đường mới lụm mà. Lúc đó vàng ngoài đường mới lụm đúng không? Đi đâu có căn dao đâu lụm. Lúa thì trồng, mọc thì bay về. Lúa bay về nhà luôn. Cảnh nó rất là tốt không bà con? Thấy không? Cảnh đó là Phật đã ban cho mình rồi, bây giờ mình gán tu để mình hưởng. Nên bà con gán tu, gán tu quyết liệt được sống người dân Phật quốc. Tu quyết liệt là như gì? Ăn nghe ở thật, làm hiền làm lành, ăn chay niệm Phật. Không phải cô biểu tụng kinh tối ngày mà được nha. Tụng kinh tối ngày mà cái tâm không sửa cũng không có được, giờ hồi hôm qua đâu. Nên bà con gán nhớ cái chỗ này, nhất là cái tâm. Tu tâm, tu tánh. Tánh tình mình đối xử với chòm sớm cho vui vẻ hòa đồng. Tâm mình phải từ bi bác ái đại đồng, biết thương tất cả mọi người, giúp đời giúp đạo là tâm. Đó. Còn ngồi tụng kinh thì đúng thời hai ngày, một ngày hai thời cúng lại rồi niệm Phật. Chứ không phải cô nói tu là được, tu là phải sửa cái tâm với cái tánh nữa là mới được cộng vô. Cô nói rành rẽ cho bà con biết, không phải ngồi đó tụng kinh tối ngày mà được. Tụng kinh tối ngày mà cái tâm không có từ bi bác ái đời đồng, không thương ai cũng không được. Nên là tâm, tướng, tu phải cộng lại ba cái thành một là mới được đó. Nên bà con gán, mình ăn chay mình phải cúng lại. Mình cúng lại mình phải tâm từ bi. Từ bi mình phải biết thương tất cả mọi người đó. Thì nó gồm lại hết trong đó, nếu bà con làm đúng vậy. Không giữa hồi hôm qua cô đền, cái người nói cô chết ra lấy gì đền này. Cô đền cho, lúc đó cô còn sống mà. Cô bây giờ cô nói là rất là nhiều người tu, không lẽ cô không được miếng đất nào? Cả thế giới 18 nước đều phát tâm tu, ăn chay niệm Phật, làm hiền làm lành. Không lẽ cô không được miếng phước, cô không được vừa hôm qua sao? Nếu bà con nào được vừa hôm qua là gặp cô đó. Nên là gán tu để gặp cô. Bây giờ có người chưa gặp cô mà chim bao thấy cô. Nhỏ nói con chim bao không thấy cô luôn, mà con chưa có đi lượt cô được. Bữa đi chùa chị quận đó, nó nói hồi bữa nay gặp con quá mừng rồi, nó con nằm trên đầu cũng thấy cô mà con chưa đi được cô. Bữa nay con đi chùa, con tính định đi về con tìm nhà cô mà gặp ở đây quá mừng luôn. Quá mừng, nó ôm luôn. Thấy không? Bởi vì cô nói bà con gán. Con nghe cô Năm nói vậy, con xin góp vui một câu hỏi nha. Vì lý do nào cô Năm có cái đức tin mạnh mẽ đến như vậy, nhất mình sẽ có mặt ở tại Hội Long Hoa? Mong cô Năm chia sẻ để bà con cũng có đức tin được. Cô Năm đúng rồi, cô chia sẻ cái này cho bà con gầm mạnh lên. Tu là phải có đức tin, mình tin vào Phật pháp là mình làm việc thiện là có, còn làm việc ác là không được. Mình phải có đức tin, đây tôi làm những việc thiện không, tôi không làm gì ác hết, để tôi tin vào đức tin của Phật. Thì Phật nói làm hiền làm lành thì được về thiên đa thiên cảnh. Ai làm gian ác thì là ma là quỷ, ai làm nhân ái là tiên là Phật. Thì tất nhiên mình làm nhân ái, mình làm ngay thẳng không, mình là tiên là Phật rồi. Thì lời Phật nói thì có, không sai. Thì mình phải tin vào lời Phật nói, phải có cái đức tin. Tin vào lời Phật nói và tin vào lời của Phật truyền ra cho mình, thì mình phải tin tưởng vào đó, mình làm cho đúng là mình được. Để cô chắc ăn là cô sẽ được.
cô không làm giá, cô làm hàng việc thiện nè, tất cả điều thiện cô dạy bà con cũng tu không, thì làm nhân ái là tiên là Phật rồi, thì tại thế này rồi, nhưng mình chưa có được giờ duy hội luôn qua, chưa được Phật phân ngôi cho mình thôi. Thì mà thầy cũng nói rõ ràng trong cái câu đó, trong thám giả nó con nghe đó, làm nhân ái là tiên là Phật, làm gian ác là quỷ là ma. Thì mình làm nhân ái là mình thương người, mến người, thương đó, ái là thương, nhân là người, mình biết thương người, hai cái chữ nhân ái là thương người, mến vật, giúp cho đời, giúp cho đạo là được Phật chứng tại thế. Còn liệu hội Long Hoa sao không ạ? Bà con có tin vào tin tưởng, có đức tin ngang, bà con phải con nhấn mạnh, nếu bà con gắn tin vào đức tin của mình tu mình sẽ đi đến mục đích, chứ đừng nói tu tu vậy mới được, không cái tu lơ mơ là không được. Phải tin, phải tin vào lời Phật, phải tin có đức tin có Phật, là lời Phật nói là có, là mình mới đi đến mục đích của mình. Còn nếu là mình làm không đúng hay làm không đúng là không được. Thì nhớ cái câu này, hai cái câu này với bà con ghi vào lòng, làm nhân ái là tiên là Phật tại thế, làm gian ác là quỷ là ma, cứ nhớ bốn cái câu này vô cho mình cho cô là được. Thầy đã nói rồi, không lẽ mình làm theo ý vị thầy ông chứng cho mình là ông nói dốc sao? Phật đâu có nói dốc, Phật đâu có dụ chúng sanh, Phật là thương tất cả chúng sanh, muốn chúng sanh tu cho được. Ở trên Phật ngồi trong ngóng từng giờ từng phút, mong mỏi chúng sanh niệm Phật tu để cho ngày đó gặp Phật, gặp thầy, gặp cha, gặp mẹ. Chứ thầy đâu có muốn gạt để làm gì. Phật ăn trên ngồi chỉnh sung sướng, không muốn xuống trần gian này cho cực khổ. Cực khổ còn phải khuyên dạy chúng sanh từng lời, từng chữ, từng câu. Đó, như vậy thì bà con nhớ đi, Phật lâm phàm xuống trần gian này để khuyên mình tu. Là những gì Phật nói là có, mình phải tin vào đức tin của Phật thì mình mới có được cái lòng tin, thì mình mới tu, mới tiến lên được. Còn mình tu mà không có cái lòng tin tưởng, mình cứ tu nó thả trâu thả nổi, tu gì chắc không biết được, không tu lơ mơ hoài. Mình đức tin mà đi thẳng tới là được. Bà con cứ nhớ cho cô là như vậy, không có sợ gì hết. Mình tu là mình có đức tin, mình làm hiền làm lành là mình sẽ thành Phật tại thế. Đó là lời thầy nói, không có sai. Nên là bà con gán làm nhân ái, ắt tiêu bệnh tật luôn, và được Phật tại thế luôn. Là tiên là Phật tại thế, nó còn gì nữa. Cái lời Phật nói mình không chi tìm ra để mình làm theo. Nên là cô khuyên bà con, bây giờ có những bà con thì nói chung cũng không có hiểu về Phật giáo lý của thầy. Nên làm chua. Nên là cô phải nói giải nghĩa cho người ta hiểu. Đó nên đó, hôm nay là cô cũng truyền sấm giảng của thầy lại để cho nói lên đây, để cho bà con trong nước ngoài nước, có quý vị ở xa quá không có giáo lý của thầy không hiểu, nên nhờ cái quan cái YouTube này của Dương Cầm với Phú An Giang thì coi đây mà để tìm hiểu giáo lý của thầy và những lời Phật đã ban truyền xuống để mình gắn tu cho nó kịp vừa hội Long Hoa. Thì hôm nay đó, nói chung là các nước ngoài không có giáo lý đâu, không có sấm giảng của thầy đâu, những kinh mà Phật còn chưa có nữa. Những mấy đứa mà con của cô với mấy đứa đệ tử nó, cô cũng chụp cái Zalo đó, cô gửi kinh cứu khổ của mẹ nè, cô chụp gửi ngoài, mới đợi photo nó mới in ra đó, đến đổ mà cuốn kinh nhỏ mà còn không có, nó không thấy được sấm giảng giáo lý của thầy làm sao mà có. Nên là cô cũng gửi lời đến đây để cho các mạnh thường quân của cô nhận được, xem cái này để mà phát tâm tu cho nó đúng, cho nó đúng liệt lên. Ừ. Tu là phải có đức tin. Phải tu có đức tin rồi phải tu quyết liệt lên. Cũng dễ, không có khó. Không phải mình ngồi tối ngày mình tụng kinh đâu là nó mới khó, thấy không? Ví dụ con thời gian con đi làm ngồi tụng hoài sao có đi làm được. Nên làm nó khó, con này là dễ. Cũng cúng lại ngày hai thời, rồi làm việc thiện, tâm từ bi. Đó. Làm những điều gì thiện hết, những điều ác mình biết, cái đó là mình làm ác mình biết chứ, nhưng mình không làm là được. Mình biết tội mà mình vẫn làm tội là không được, mình biết tội mình không làm là đúng, còn mình biết tội nhưng tôi vẫn làm là không có được. Vừa hồi hôm qua biết tội mà vậy tiền cứ làm nữa rồi sao? Rồi tiêu. Bởi vì cô mới nói lên đây rất là cạnh vẽ nghe, con người mình biết hết trơn á, nhưng mà mình vì cái chữ tu mình không làm thôi. Giống như ông Pháp Hòa ông nói, quý vị chữ tôi biết á, nhưng mà tôi không có chữ là tức tại vì tôi tu,
chứ tôi biết hết trơn à. Đó, nhưng cái việc làm mình cũng vậy, mình biết hết, mình làm việc đó không đúng mình vẫn biết luôn, nhưng mà vì tiền vì danh lợi bất chấp làm là gớt. Nên cô nói bà con hay biết làm là biết, làm việc thiện, làm việc có thiện là làm, còn ác là không làm, bỏ qua bên đi, ăn mình đi về mới được. Bất chấp làm để kiếm đồng tiền danh lợi là gớt hết trơn luôn. Dạ, mà ngày cũng ghê cái là gớt hết trơn, gớt một cái còn tiêu xác tiêu hồn. Cô nói đây á, nếu mà ai phát tâm thì mới được, chứ không phát tâm á, tiền nó cũng mờ hết à. Danh lợi tiền tài nó đánh tan Phật pháp hết trơn rồi con ơi. Chỉ mình nhất quyết mình ngộ ra được Phật pháp, mình ngộ ra là vật chất như đồ giả tạm, là mình mới giác ngộ, mình mới làm được. Còn những người ta không có ngộ ra, có nghĩa là nghĩ là tài sản vật chất này là của trường tồn, tới chết mà vẫn còn đi xây cái nhà mồ cho mấy trăm triệu, chuẩn bị để chết chung vậy đó. Con thấy mấy trăm triệu mà đem qua làm phước, biết nhiêu phước không? Khi mình chết mình về cái xác này là giả tạm, thắt cái thân này là tứ đại, đất nước, thịt là đất, máu là nước, hơi thở là gió, ấm áp là lửa, tứ đại trả cho đất nước. Mình cái hồn mình đi về mà còn phải xây cái nhà mồ mấy trăm triệu đó không? Đó, người đó không hiểu. Bởi vì tu mà không hiểu không ngộ. Cũng tu cũng cúng lại vậy, cũng ăn trái vậy mà không ngộ ra. Không ngộ ra là xác này là trả về cho đất nước. Hồn mình về rồi không nghĩ là chết ở chỗ đó, ở cái nhà mồ đó cho đẹp đó. Thấy giờ, bởi vì cô nói tu là phải ngộ, phải giác ngộ. Giác ngộ là có nghĩa là ngộ ra chân lý, ngộ ra những cái lời Phật, ngộ ra những gì không đúng, không đúng là mình không làm, mình mới giác ngộ. Tu phải giác ngộ, làm những việc thiện đó là giác ngộ, làm này ác không làm nè. Mình có giác ngộ rồi mình nghĩ mình đã được cái sự mà tinh tấn Phật pháp, mình mới giác ngộ được. Còn người ta u mê, cái danh lợi ta không nghĩ ra nó được. Nên là con nói bà con nghe, vật chất giả, thân giả, đều tất cả đều giả. Nên bây giờ thầy cũng nói rồi, tứ đại giai không. Bây giờ mình cái thân đất này là tứ nè, thân này là tứ đại nè, giai không, không có gì hết. Cứ tu đi, bây giờ mình nhờ cái thân này để mình, cái linh hồn mình tu. Để khi mình bỏ cái xác này, mình đi về. Đó, đây là mình mượn tạm thay. Nên là bà con gán tu, lời Phật dạy, lời của giáo lý của Đức Thầy dạy ra rất là hay luôn. Bà con mà nghe được từng lời của Phật là ngộ ra được rồi. Là tu gấp gấp. Thầy nói tu gấp gấp, nếu không kể trễ chừng đối đầu có kiếm điên khùng. Đến đó kiếm thầy cũng đâu có, thầy đâu có cứu kịp. Nên là thầy nói một câu này bà con nghe, tu gấp gấp nếu không kể trễ chừng đối đầu có kiếm điên khùng, thầy là ông giả khùng đó. À, nên lúc đó kêu thầy thì cũng có kịp. Nên bà con bây giờ gắng tu. Nếu ai không có đạo và hảo thì cũng tu theo Phật pháp, làm hiền, làm lành, làm phước, ăn ngay ở thật. Còn nếu ai mà theo đạo thầy thì tu phải nhìn giáo lý của thầy mà xem mà sửa.